review xương xương bộ kit làm máy Lucky Box của Hà đây. Phần thân của máy Hà đã cắt sẵn những chi tiết khó, đòi hỏi sự khéo léo và cần đến dao dọc giấy, cũng như dán băng dính hai mặt nhiều chỗ tiện cho các bạn chỉ cần bóc dán là xong. Kèm theo bộ kit là một ít băng dính hai mặt, băng dính một mặt, bìa kính, phụ kiện đi kèm và 9 tấm giấy làm hộp mini màu pastel siêu xinh. Cách làm rất đơn giản rồi, các bạn chỉ cần bước 1, dùng một cây bút hết mực kẻ nhẹ làm nếp gấp cho giấy, nhớ là chỉ lên nhét nhẹ thôi nhé. Bước 2, dán băng dính hai mặt như Hà và cắt bỏ đi phần giấy thừa. Bước 3, chỉ cần gắn các bộ phận lại như Hà là thành công.